Đây cả nhà ơi, đó em còn đúng 5 con, 5 loại nha cả nhà. Đó có hai con nguyên hộp nha. Đây, 5 con đồng hồ cơ automatic hiệu là Arborio Armani nha. Đó có hình con đại bàng nha cả nhà. Hàng chính hãng luôn. Mới 100%, đây là đồng hồ cơ automatic có code tai. Em là kênh của em là kênh độc lạ nha, nên em chơi những mẫu mà lộ máy không cả nhà, còn hàng mà thường thường quá em không có làm nha. Đó, những mẫu này đang bán rất là chạy ở kênh em nha, Emporio Armani. Thì con nào cũng mới hết nha, thì hai con này là nguyên hộp nha cả nhà. Đó, lộ máy trước lộ máy sau và có tay luôn, nguyên táp nguyên siêu. Đây, con này mở ra cho cả nhà xem luôn nha. Đây, hàng new nha. Đó, con này là size 45, con này size 43 nha. Đó, dành cho anh em nào tay to. Con này là size quốc dân, tay 16 đổ lên ok, 16 đeo được luôn. Con này thì phải trên 16 nha. Đó, lộ máy lắc nhẹ là chạy nha. Đồng hồ cơ automatic. Đó, thì con size to này là 2380. Con này thì 2580 nha, nguyên hộp, bao ship luôn, bao kiểm tra. Phát hiện pha ke hoàn tiền luôn cho nó nhanh nha. Đó, con này 21 chân kính, con này 20 chân kính nha. Đó, bao xịn luôn, về là dĩ việc lên tay, lên cốt đeo. Đó, còn ba con còn lại là không có hộp nha. Giá rẻ hơn, 2480 bao ship nha. Đó, nè, nhìn nè, rất là sang luôn, phù hợp anh em nào mang đi làm văn phòng hoặc đi chơi nha. Việc làm công việc nhẹ nhàng thôi. Ví dụ công việc mà nặng thì mình đeo đồng hồ pin nha. Đó, đồng hồ cực kỳ sang luôn. Cực kỳ sang luôn cả nhà, đều có tai luôn nha. Hai con này thì nhìn vậy chứ nó hai màu nha. Con này màu vàng hồng, con này màu bạc. Còn vỏ thì y chang luôn. Đó, 21 chân kính nữa nha. Đó, nguyên táp nha, chính hãng luôn. Đó, lên cốt là chạy nha cả nhà. Hoặc mình đeo lắc tay là chạy. Đó, còn con cuối nè, 4 kim. Đó, con này là VIP luôn. Chạy cơ chế là ba cốt luôn nha, kim giờ, kim phút và kim 24 giờ, xác định ngày và đêm, kim dây nè. Đó, lộ máy luôn nha, có cả cốt tay luôn. Đó, lên cốt nhẹ là chạy. Đằng sau lộ máy con này nó khắc rõ luôn, chạy máy Citigen 21 chân kính Emporio Armani nha, của Nhật nè, sắp ban đáy xoáy nè, nguyên táp nguyên siêu luôn, chưa lên tay nha. 2480 bao ship, giá cực kỳ yêu thương luôn. Bây giờ mình mua thì Tết thì đỡ nha, Tết nó sẽ lên giá hoặc là không có hàng để bán luôn cả nhà. Đó, ba con ba màu khác nhau. Đó, tay 16 đeo thoải mái luôn nha. Đó, anh em thích cái gì em tư vấn kỹ cho. Đó, bên em là nhận cọc đi hàng, bao kiểm tra, bao ship luôn. Rồi, em xin hết nha.